mến chào đại gia đình thân yêu mình nha. Thì hôm nay Tiền về nhà cha mẹ của Tiền nha, đi cùng với thằng em cũng 62 Vlog nha. Đi hôm nay đi mò cá mò tôm cả nhà, mò cá mò tôm thiên nhiên. Thì tới chỗ Tiền sẽ quay chia sẻ cho cả nhà mình cùng xem nha. Quá trời lạnh nè, kệ ráng hôm nay mình mò có con gì bắt con đó nha cả nhà. Ai da trời ơi, lúng như vậy ôi, nước còn lớn quá trời luôn rồi. Nước còn nhiều quá rồi. Có không? Vô cả nhà ơi. Vô. Hiện tại cũng ngồi được cũng có trong nhà. Có. Đâu? Quá trời đã rồi à. Ngon lành cành đào. Cái túi xanh. Có cả nhà rồi. Cái gốc cây dưới đây có gốc cây nữa. Ừ. Có không? Ở dưới đây nè. Con tay sao mồi dính ta. Nó kích ở trong cái miếng cây này. Thôi ở đây con. Con mấy cây gốc rồi. Cái đầu này nó đụng giò thế nào con tôm. Chú vô đây chú nhận mấy cái gốc ở trong mình, có mấy cái thằng cây trong này không? Không có một tay ngồi cũng được. Bún hả? Thì cũng giận nữa. Biết lớn quá trời. Nay mùng mấy ta? Nay mùng 4 mà. Nay mùng 4 mà. Đi tới cổ lại trời ơi, hổng đi tới đâu? Mới đi tới bụng nè. Ôi, nay sâu quá trời. Nó mới vô giữa, nó mới ra đi vô má. Còn vậy thì còn vô. Nước cạn á, mình dậm bụng nó lên. Có không? Nó dậm có luôn hả? Lại đó chậm xuống lấy được luôn. Có nữa cả nhà ơi. Tao cũng bự không? Cho cả nhà xem ơi. Ngon. Quá đã cả nhà ơi. Cười cái cây. Tao. Nè cảm ơn. Có nè. Thả kia không? Con này cũng mò dính nha cả nhà. Thiền cầm cái máy quay rồi mò không được. Tức cái mình gì đâu á ta ơi. Tôm nước này còn ướp. Chưa chắc chứ. Con nha.
cua kẹp ngay cả nhà. Cua bự ngon á. Cua đó bự á. Mò nó. Nhà. Đem lại đây. Trời ơi, càng cua. Chưa. Nhà vô cái nào Út? Không chồng cái đó, giờ tao không nhớ được chứ. Sao biết? Bò nó đụng vậy? Có cái dấu nào đó. Tôi có cái dấu khẳng thì nhận nó xuống đó đó. Lấy cái tay con mò đó. Bò nhẹ nhẹ. Thảy lên. Thảy lên. Ừ. Biết đường chỗ nào đâu. Xích trong chút ha, xích trong chút. Đâu đây nè, tại tao lùi lại cái là mình dậm nó nè. Dậm nó xuống rồi. Nó mất tiêu rồi. Còn cạn á, nhậm nhậm. Chạy cho thiếu cạn bắt cua luôn. Đây nè, dậm ở đây nè. Kẹp tao cái là tao dậm nó lúc dưới luôn rồi. Ủa dù lùi chưa? Ừ, nó ngay đây nè. Nó không có bò được đâu. Nó chầu lên đó, nó lúc xuống rồi đó. Cua nó bự á. Nó lên này không, cua nó dùng bao bóng lạng nè. Nè, cua này lại đúng không, cái thang đó đó. Nó kẹp tao, nhận nó xuống luôn. Đó, rồi, chở lên. Chở hai cái trong ngay chứ ở ngoài, chở trong bao sẵn hả? Có hai cái ngoài á. Hai cái ngoài, hai cái lành mà. Ai biết đâu. Tiền mò được một con nha. Nè, con ấy nè, bỏ vô giọng. Hai. Có món tôm nướng rồi cả nhà. Tôm này khôn dữ lắm. Lặn mấy hố á, lặn ở trên giữa là một chút xíu nước. Nó đục. Cá anh bỏ vô cả. Nước nó đục và tôm nó tự vô mé. Bông cát hả? Bông cát. Cá bông cát thì ngon rồi cả nhà. Trời ơi. Cái gì? Cái sao lùi lại cái chàng cua. Đó. Cua dữ vui. Cua chắc lụi luôn. Phụng đang đi mò mà chàng cua kẹp vô giò luôn cả nhà. Nãy tiền mắt mò đằng kia tiền cảnh không được. Tiếc lắm. Bọng đầu ra đã nước chảy vô, ở trong nó vô, ở ngoài nó vô không chứ đâu ra bọng không. Nếu mà đu căng căng nha, đu nó đu xé. Khán giả ngồi trên bờ dòm xuống nè. Bây giờ dính con cua lên chắc sướng lắm trời. Nước nhiều quá nó trao sảy, đụng sảy đâu à. Không được. Nó giật cạn xuống nó đục lên nó mới được. Nó mới vô mé. Nè nãy con lặn xuống con ôm cái gốc cây. Ôm mấy cây dài nè. Đây có 2 khúc nè. Ngoài đây cây đó nè. Cái này thường thường nó ôi theo chà lắm rồi, cực kỳ. Cái chủng đó đó anh vợ nước ngập không mong rồi. Nãy tính kêu thuận ra đó mò đó, nó ngập nó không mò được đâu. Cái chủng hồi đó mình mò đó. Ừ, thì hồi đó mình mò á. Trời ăn cơm nè. Đâu? Nổ đầu luôn hả? Vô mé hả? Đâu? Ê, nó còn kìa, tôm bạc. Ê, tôm lột hả vậy? Tôm lột. Đây con tôm này cả nhà, con tôm bạc. Bạc đất à. Tôm nó tới thời rồi đó. Cái gì? Nước đục này vô mé là tôm bạc. Ở này, khu vực này tới tôm bạc dữ lắm. Nè. Mò thì mò tôm bạc nổi lên trên lụm để cái nguyên thì nãy kéo trên giữa đâu rồi không kéo đi cái nửa cái đó kéo đi tại kéo ngang buộc lú. Có đặt thêm thử cái này
có một hai bên coi nó có vô không. Có bạn vô quá trời rồi. Ừ. Trời ơi, cái này được hai cái nọ lỗ nhỏ. Hai cái nọ lỗ nhỏ nhuyễn á. Có quay không? Có. Nè, cơm bạc. Ủa, con cá. Con cá bông sao bông sẻ vậy nè. Có thằng bạc nè. Vô cả nhà thấy. Quá trời ơi. Cái này để nguyên đi. Có. Mà. Bắn cá ra đi. Bắn cá ra đi chút về mình nướng luôn. Đó con cá không sẻ chào ba, con cá đó cá gì chú? Cá không sẻ bự tổ. Bà bành kia nái luôn cả nhà ơi. Đâu rồi? Đó nè. Đây nè. Đó. Đó cá không sẻ. Đạp cái này giữa đạp xuống. Cơm dữ, cơm bạc. Mở đi lên. Qua bên kia có không? Đi. Mấy anh em, mấy chú cháu cũng mới vừa về tới nhà nè. Để đổ ra tổng kết thành quả nha. Chỗ đó không nhiều. Chỗ đó không nhiều cả nhà ơi. Được 1, 2, 3, có 4 con tôm chấu. Tôm này tôm chấu với được mấy con tôm tép bạc với được 2 con cá bóng xệ. Ủa, 1 con cá bóng xệ với 1 con cá bóng cát. Với cái này được con cua. Con cua này đi cái đạp nó kẹp á, để Phụng cắn gãy bên luôn. Bắt không được cua tiếc quá. Con cá lồng tông. Rồi, Tiền sẽ tạm dừng video ở đây nha. Giờ đi mò tôm về có ít quá thất thu rồi. Giờ mình phải hái cái lá cách này mình ăn với cái món bánh xèo cả nhà ơi. Phía cửa nhà có cái cây cách bẻ luôn. Lá cắp nè cả nhà. Lá cắp này xào với rắn hết đồ. Cái gì cũng ngon. Xong cặp với bánh xèo là hết sảy. Nhà mẹ chồng đủ thứ đây hết. Mới tắm rửa xong tay thất thu này đi mò thất thu rồi. Quên ta nãy lấy cái dao cắt ta, cắt cho nó nhảy. Đây, ngắt tay cũng nhảy gì. Ngắt tay má la. Quá trời lá cắt ngon xèo à. Lá cắt này làm gì cũng ngon thơm. Xào thịt chuột thôi nói gì. Chuột nói gì nữa. Hết sạch. Bạn xuống, ở nắm đi. Tạo điều kiện kiếm cái món khác cho sơm tụ. Bữa nay mùng 4 ăn mùng 5. Chưa gì hết rồi nghe. Mẹ nấu ra thôi. Rồi, đây, một nấm, bắt cách hai nấm, bự cổ luôn, ngon xèo rồi cả nhà ơi. Lẩu à? Lẩu dê. Lẩu dê, này đang ướp. Này cắt giữa lõi mà. Lõi hả? Em vừa thích luôn á. Món lẩu dê. Ngoại gà, đi kiếm ngoại gà, hồi nãy. Thế đổ gì vô? Đem đồ tới đưa luôn.
Đây là đổ, đây là đậu bếp chính nha. Nhìn lên cái đậu bếp chính đẹp trai chứ bộ. Sạch tế. Có quên mua hủ trao rồi. Chạy lỡ quán mua hủ trao. Lần nó tắm lại về đâu có tiêu trời. Dê này ăn phải có trao. Lên màu rồi đó. Lên màu rồi. Hấp dẫn, hấp dẫn quá cả nhà. Làm món gì? Đậu bếp. Gà cày. Gà đá giả cày. Đang vui lắm. Nó khiêu khiêu đưa mấy đứa. Nãy ta ra xích ra ngoài kia kìa. Để bên đây mẹ đi đâu ra ngoài nước luôn. Ra kia thôi. Hết kiếm gà vàng ươm. Cái xả chài nè nè nè. Chài xả chơi sạch ba khối bụi. Khối. Hết biết gà đi cho ba cho dính. Quay con cổ mà vàng ươm không gì mà thui rơm gà thui rơm là ngon. Cái gì cũng vậy thui rơm là ngon quá trời vàng. Ở đây tỏi xả băm ớt hấp dẫn quá này trộn lên cái nữa mới hấp dẫn dữ. Ngũ vị hương tương hột xả bầm tỏi ớt ngũ vị hương đường nêm rồi nhiêu đó là lòng rồi đó. Nhiêu đó là lên lên trên bếp chút xíu chín sẽ lên bàn. Thơm quá thơm xả tỏi. Gà này đổ vô luôn hả? Gà chuẩn bị đổ vô. Thơm thơm nè. Ái được. Sốc lên cái. Cầm hai cái quai sốc cho nóng cái sốc lên. Nóng vô. Ừ đó. Giống đủ với chuyên nghiệp rồi đó. Nữa táp 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 lên cái nữa là giống đậu bếp chuyên nghiệp rồi đó.
phải dân người con miền Tây là thanh niên đàn ông gì cũng biết vô bếp nấu nướng làm mồi nhậu là thượng sách á. Đại gia đình mình ơi, phộng này để đâm rắc vô trong cái nồi đó hả? Rắc vô chính là bỏ cái dĩa là rắc lên. Đâm cả cả hai miếng nữa đi để thiếu à. Cả nhà mình nghe cái tiếng nước nó sôi. Cả nhà mình thấy là hấp dẫn không? Gà nấu giả cày nè cả nhà, cũng chín nè, khói nó bốc lên ngay ngút thơm phức luôn cả nhà. Hình như cái này có rau nữa, ụp nữa phải không ta, có rau đọt mì rồi đọt nhắn lòng đồ rau tạp tàn đó phải không? Rau có lá chín tô cũng được nữa. Chạy tới đây rồi trời. Dạ mời cả nhà và đại gia đình thân yêu mình dùng với buổi tiệc ở nhà của Phụng 62 nha. Thì Phụng cũng là em của Tiền, nay Tiền về nhà ba mẹ ruột ăn mùng 5 mà nay mùng 4. Ăn mùng 5 trước nha cả nhà. Cùng với món lẩu dê nè, rau thì Tiền để bên đây chưa có trụng vô, còn đây là gà giả cày bằm rắc cách đầu phộng rắc lên nè cả nhà. Rồi vô dốt cho cúng cái đi. Nãy không quay cái khúc trúng 10.000. Vô. Trời ơi, nó ngồi đạp nước trên đây còn. Vô cả nhà ơi. Dạ, thì mời cả nhà thân yêu mình dùng với Tiền một ly bia nha. Vô. Sao, cảm giác? Đã quá cả nhà ơi. Cảm giác sao? Làm miếng mồi. Đây miếng mồi nè cả nhà. Rồi cả nhà dùng không? Miếng chấm chao. Quá đã cả nhà ơi. Quá tuyệt vời ông mặt trời. Mồi bén không? Rồi, Tiền xin mời đại gia đình thân yêu mình nha. Đó, ăn miếng chén ăn rồi con. Đây ăn hả? Lại đây cùng mốt với mấy lẩu dê với gà chú với mấy đứa em của Tiền. Đây là chú Út của Tiền. Em nào cả nhà. Gà, đây là gà, món gà nè, con ăn hết đi lại chứ. Bỏ chậu ăn, bỏ chậu nghỉ lan, bỏ ăn nghỉ lan. Chốt ra đi Khương. 10.000. 10.000 anh khui chúng á. Để khui thử cái có 10.000 không. Cận triệu á, không khui chúng triệu luôn á. Dê nè, dê lẩu dê nè cả nhà. Dê chấm với chao. Chào xã với đậu phộng. Chào. Ừ.
vô hả? Vô con. Đừng quay con. Đây là cháu của Tiền. Cháu của con của chị Hai. Đừng quay con á, con lên là hỏi có vợ chưa? Chưa có vợ. Đây chưa có vợ, đẹp trai đúng không? Vô đi, vô đi. Vô, tự nhiên cái này. Vô lại đây. Vô lại. Vô, lại đi. Vô. Mời đại gia đình nghe mình nha. Chúng rồi đó. Cạn luôn. Ngon, ngon. Sao? Cảm giác sao? Quá đã. Đã rồi. Đã. Dỗ đùi cái coi. Dỗ đùi ấy, ăn miếng mồi nữa, dỗ đùi cái coi. Trúng đâu. Đạo quá. Phải dỗ đùi gì nữa mới được. Dữ vậy. Sao chú, ngon chú. Cả nhà vô ngay cả nhà. Ngon lắm cả nhà ơi. Còn cái mùi này thôi. Mà sớm rượu rửa lại cũng dữ lắm á. Ngày sớm rượu á. Dạ, thì mời đại gia đình thân yêu mình nha. Ngày sớm rượu. Đại đại nha. Không thêm hả? Dạ. Mời chốt. Vô Phong ơi. Vô Phong ơi. Dạ thì mời đại gia đình thân yêu mình nha. Chụp một ly bia. Ngày bữa nay ăn mùng 4. À mùng 4 ăn mùng 5. Không. Qua đã. Mời cả nhà dùng thịt dê nha. Chấm. Dê chấm cao. Thấy. Có ngon mà. Hai trăm hai. Đi vô mẹ kìa. Mới lại cái đúng rồi, hôm qua xuống đâu được có bữa qua à, nay mà nước mắm không có lạc chưa? Em cũng không có nếm thử nữa, hỏi mẹ mới là còn ăn chát cái mà. Đây là chị Hai của Tiền nè, chào cả nhà cái chị. Chào cả nhà. Trời, chào cả nhà, không đưa tay lên gì hết. Chị Hai của Tiền. Đây. Quần không? Ghê á. Ngon quá. Chào mà. Tôm nướng. Con tôm hồi này hồi sớm mà mấy đứa cháu của Tiền đi mò nè, được mấy con nè, thất thu. Sống mày. Sống. Tôm nè cả nhà. Hồi sớm đi săn bắt nè. Đi săn bắt thất thu rồi về tạo điều kiện mò khác luôn. Được đi miền Tây á, mò đã mấy cái rạch được. Bên Bến Tre á, Bến Tre mò dữ lắm. Đó chính rồi. Xuống mấy cái đường mương mà. Ở chỗ chăn muối hết nè. Anh Hai hả? Không, quốc con đi. Không, 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 nè, cướp. Cướp đi, cướp. Nè, cướp đi. Cướp đi. Con thôi. Dơ cò xuống, quốc lên đi. Nè, Ý Lan, ăn đi Ý Lan. Đây, không ai ăn á. Đưa Ý Lan á, ừ. Cả nhà mà, cả nhà thân yêu mình á, xem video của Tiền á. Video của Tiền có gì sai sót á. Tiền kính mong quý ông bà cô chú anh chị thông cảm mà và bỏ qua cho Tiền nha. Để chúc tôi con bình tĩnh rồi tôi ấy. Thì cả nhà mình xem video của Tiền cảm thấy hay và hữu ích, hấp dẫn và yêu mến kênh á và thích cái video của Tiền này á, cho Tiền một like, một đăng ký nha cả nhà. Tiền có thêm cái động lực làm những cái video hay hơn nữa nha. Thôi Tiền cũng giờ thì cũng xin phép tạm dừng cái video này vì cái video này cũng khá là dài rồi. Tiền kính chúc cho đại gia đình thân yêu mình bữa nay là chủ nhật ăn mùng 5 tháng 5 thật là 4 tháng 5 thật là vui tươi, vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình nha. Và bây giờ thì Tiền xin kính chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở những cái video tiếp theo nha. Yeah.
vui lòng để thôi. Chào nhà nha, để sát bên này nó bắt không được nữa mà. Ổn. Chào cả nhà, tạm dừng video. Chào cả nhà, hẹn cả nhà clip sau. Chào cả nhà cái con. mà cỡ chưa có vợ cả nhà ơi. Chào cả nhà. Rồi, tiền xin phép bye bye đi. Bye bye. Tạm biệt cả nhà, hẹn cả nhà mình cái video tiếp theo nha.